Đến thời điểm hiện tại thì bán tải được rất là nhiều quý khách hàng quan tâm. Thì hôm nay em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được một mẫu xe bán tải, một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max các bác nhé, với lớp sơn màu đỏ đẹp. Em này là số tự động và em là máy 2 cầu các bác nhé, số tự động 2 cầu. Những bác nào đang quan tâm về dòng xe bán tải Isuzu D-Max đời 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 thì có thể kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Em sẽ đi quay một vòng ngoại thất của xe này. Cam kết cho các bác luôn nhá, em này là sơn zin, máy zin. Sơn zin bên ngoài lên đến 95% và máy số zin là 100% luôn. Một dàn lốp mới, lốp sơ cua thì mới chạm đất thôi các bác ạ. Đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ này. Nói về bán tải các bác sẽ nghĩ ngay đến một cái dòng xe mà chinh phục được tất cả mọi cung đường, mọi lẻo đường. Dù có khó khăn, có vượt đèo, lội suối thì đều có thể đi được. Và điều đặc biệt đối với những dòng xe bán tải hai cầu thì đường to khó đi như thế này đi chăng nữa thì em nó cũng vẫn có thể đi được các bác nhé. Với lớp sơn màu đỏ đẹp, phanh ABS chống bó cứng này, lốp lắp rất là dày luôn. Và điều đặc biệt là em này đã lên thùng cao rồi. Isuzu D-Max bán tải hai cầu máy dầu nhá. Các bác chỉ cần nhìn cái ký hiệu 4x4 kia thôi là đã biết là em nó là hai cầu rồi. Lên thùng cao cho em rồi, các bác về chỉ việc đổ dầu là đi thôi. Nên là không có phải sửa chữa hay không có phải thêm một cái gì nữa đâu, vì em nó đầy đủ hết rồi. Từ màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em. Lên thùng cao rồi. Em Hương còn phải mở trước cái thùng lên này vì nó rất là cao. So với chiều cao của em thì mở nó hơi bị khó. Sẽ phù hợp hơn cho những bác nào là thanh niên, những bác đàn ông, các bác khỏe hơn em này. Thùng rất là rộng rãi luôn. Thùng cũng có thể mở được hẳn ra luôn như này các bác nhé. Những bác nào mà công trình, công trường hay như kể cả những cái bác là khung nhôm cửa kính cũng vậy thôi, đi dòng xe bán tải thì có thể vừa đi gia đình này, vừa đi công việc của mình rất là ok luôn nhé. Bác thấy không ạ? Nước sơn thì màu đỏ cam sáng bóng luôn. Kệ bước chân lên xuống đối với dòng xe này thì xe này rất là cao này. Xin nhan tích hợp trên Hương. Đây là bản LS cho em nhé. Bản Isuzu D-Max LS này, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Đứng góc nghiêng để các bác có thể nhìn thấy được toàn bộ ngoại hình của xe nhé. Em Hương đang chào bán chiếc xe này với giá là 535 triệu. Vẫn còn thương lượng lọc lá thêm cũng như là sẽ bao rút hồ sơ tới tay khách hàng nhà mình. Và điều đặc biệt là em này là biển 29 này, một trong những cái biển uy quyền luôn đúng không ạ? Nhiều bác ở Hà Nội là xem xe chủ yếu là vì cái biển đấy. Đèn là đèn bi salon này, kết hợp với đèn phá xương, đèn halogen này. Mặt ga lăng với cái ốp này, rất là sáng luôn. Logo này, Isuzu nhá. Đèn gầm đầy đủ, 2016 đăng ký cuối tháng 12/2017 thì em cũng cam kết luôn là không mục mọt. Không mục mọt và cam kết là không đâm xô, không ngập nước, cũng như là bao test hãng toàn quốc tới với khách hàng. Một dàn lốp còn rất là dày dặn luôn. Lốp zin của xe đây ạ, xe thì đi rất ít thôi. Lốp sơ cua thì mới hạ các bác nhé, mới chạm đất thôi. Cao dàn mát máy là những từ ngữ để chỉ về dòng xe bán tải của em Hương đây ạ. La răng 5 chấu này, phanh ABS, xi nhan tích hợp trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1/2023. Ở trên phần cánh cửa cũng có thêm cái ốp mạ chrome này, nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Có kệ bước chân lên xuống này, có kệ bước chân lên xuống nhận đi rất là tiện luôn. Ghế da zin, máy số zin đẹp. Em này thì có tổ hợp phím bấm trên vô lăng rồi, túi khí an toàn. Quan trọng là gì? Ốc nhái phải là zin đẹp. Một chiếc xe đời cao, quan trọng nhất vẫn là số máy đúng không ạ? Em sẽ quay chi tiết này. Các bác nhìn này, keo chỉ của dòng bán tải này nó sẽ không giống như dòng xe khác đâu ạ. Nó sẽ gập vào luôn như thế này các bác nhé. Các cái bấm đinh tán này, các cái lỗ thoát nước các bác nhìn này, còn tròn xe đẹp như thế này cho em. Táp ly, táp lô không một điểm trừ. Kệ bước chân lên xuống này, phần này cũng được ốp mạ chrome cho em rồi. Ghế da cao cấp cong mọng. Thảm sàn đều là thảm, đều là tạo cao su lon cực kỳ sạch sẽ này. Từng con ốc vẫn còn nguyên zin, bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất các bác nhé. Ốc nhái rất là đẹp luôn. Gương kính thì em cũng cam kết liền đời theo xe. Đây gương kính, chỉ số gương kính này. Xe đời 2016 số 6 này, có thêm cả lẹp chắn mưa này. Vì chắn mưa này có thêm giá để đồ trên cao rồi. Ghế da zin nguyên bản đây. Phân biệt các bác này, đến được phần này nó sẽ là giống như một dòng xe gia đình đấy. Có cái tấm chắn ở đây rồi, gia đình nhà mình có chở vợ con đi hay là các bác có thể đi lại gia đình rất là ok. Thêm vào đó là một chút công việc liên quan đến mình, công trình này, công trường bán tải hay là khung nhôm cửa kính thì các bác đều có thể sử dụng nhé. Và điều đặc biệt là em này đã lên thùng cao rồi, các bác về không phải làm thùng nữa đâu ạ. Cao dàn mát máy cho em sẽ quay cả gầm cho mình để có thể xem được chi tiết của xe nhé. Đây, lên thùng cao hết rồi. Đèn hậu phía sau thì thiết kế cực kỳ to bản và sắc nét này. Quan trọng là gì? Từng con ốc này, tất cả từ những cái dây cáp này hay là từng con ốc của phần là cốp xe đây các bác này,
hơi cao so với chiều cao của em Hương. Em Hương phải hơi với lên một chút này. Zin đẹp toàn xe luôn nên các bác yên tâm về chất lượng xe nhé. Có thể qua video của em, cũng có thể là đến xem xe trực tiếp bên em Hương với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Cam lùi đầy đủ cho em rồi, phía sau cũng có kệ bước chân lên xuống nhé. Từng con ốc nhỏ nhất này, cốp này, đóng này. Đấy, đây là ngoại hình của em nó này. Thùng cao rồi, các bác về không phải làm thùng nữa. Nếu như bán tải chưa lên thùng, các bác phải làm mất 18-20 triệu mới được cái thùng đẹp như này các bác ạ. Đây các bác về chỉ việc đổ dầu là đi thôi. Bác nào đến xem xe ưng xe thì em lại phun cho mình bình dầu về tận nhà mình luôn được không ạ? Lốp lắp rất là dày dặn này, la răng 5 chấu này, rất là khỏe nha các bác nhé. Dòng này hai cầu rất là khỏe luôn, móc khóa này sáng choang luôn, kệ bước chân lên xuống này. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Với cô gái 1m7 như em Hương ngồi lên nhá, mà đầu gối em còn cách rất là xa này. Đầu gối còn cách rất là xa so với hàng ghế thứ nhất nhá. Cực kỳ rộng rãi và thoải mái này. Có để nước ở đây các bác này, để nước này. Thiết kế rất là gọn gàng luôn, từ những cái tiểu tiết thôi nhưng nhìn nó rất là sạch sẽ, gọn gàng, rất là tinh tế luôn ạ. Bán tải, khi mà nói về bán tải thì sẽ là một dòng xe rất là khỏe mạnh. Đây, keo chỉ zin toàn bộ 4 cánh cửa này, cột kèo, keo chỉ, máy số này, kể cả lốp đều là zin đẹp luôn. Gương kính em này tất nhiên phải là auto tự động rồi, táp ly, táp lô thì đẹp căng luôn. Một siêu phẩm bán tải Isuzu D-Max đây ạ. Điều đặc biệt này em này là hai cầu rất là khỏe này, ốc nhái không hề bị vặn mở nhá, thông số này. Hai cầu các bác nhìn nhá, hai cầu này, hai cầu H. 4 cầu H, 4 cầu L, đây là tùy vào cung đường khi mình đi các bác có thể tùy chỉnh làm sao cho nó phù hợp ạ. Vô lăng thì thiết kế được là ba chấu này, có phanh đã có túi khí an toàn này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này. Gương kính auto tự động điều hòa mát lạnh luôn, 4 quả loa tua bản thêm 2 loa chép trên phần táp lô. Màn hình cam hành trình thì cực lớn cho em luôn, các bác nhìn này, màn hình cam hành trình này, đèn trần này. Đó, cái phần này cũng có thể để cho em một ít đồ lên đây các bác nhá. Đấy, đổi ít đồ lên đây. Màn hình giải trí này, thiết kế của cụm mà đồng hồ cụm các cái bản điều khiển này các bác này, điều hòa auto này, phá xương này, sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài này, tăng giảm âm lượng và lách bài. Số tự động đẹp đây, có cổng 12V, có cổng sạc 12V này. Phanh tay củ số này. Em này thì cũng có màn hình giải trí cho em rồi các bác nhé. Bác chủ cũ là một người rất thích yêu nhạc bolero đây các bác này. Có rất là nhiều nhạc tuyển tập bolero này. Nghe nhạc giải trí khi mà đi làm rất là ok luôn đúng không ạ? Vô lăng thì thiết kế ba chấu đẹp rồi, tất cả các cái phím bấm tích hợp ở đây rồi, điều hòa auto. Nhìn một chiếc xe với quá là nhiều công nghệ tiện ích nhá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay chi tiết về bên ngoài, ngoại thất và nội thất. Bây giờ em sẽ quay đến cho mình khoang động cơ, máy móc của xe nhé. Một trong những cái bộ phận quan trọng nhất mà khi các bác đi xem xe không thể bỏ qua được. Xi nhan chân gương này các bác này, kệ bước chân này, lốp lắp rất là dày dặn luôn. Động cơ máy móc chính là một trong những phần quan trọng nhất để các bác có thể muốn xuống tiền mua xe hay không. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Isuzu D-Max đời 2016, được đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12/2017. Tuổi đời của em nó là tương đương với 2018 rồi. Đây các bác nhìn này, cụm phanh ABS nằm gọn gàng ở đây. Đây nhá, máng nước hai bên thì không hề bị đâm sâu hay ngập nước. Ốc mặt máy này hay tất cả những cái thanh ngang này còn nguyên zin luôn, từ ốc vách cam cho đến ốc mặt máy, các bác nhìn kỹ cho em Hương ạ, đều là nguyên zin đẹp luôn. Cam kết cho mình rồi, không đâm sâu và không ngập nước. Thảm chống nóng giảm nhiệt vẫn còn giữ nguyên nhá, toàn bộ keo chỉ zin. Lắp cabo, lắp cốp cũng như là cánh cửa đều còn zin đẹp cho em. Các cái lốt cắt, các cái lốt thoát nước này, các bác có đi test hãng hay là mang thợ đến thì đều ok, chất lượng xe em đều có thể đảm bảo cho mình. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc bán tải Isuzu D-Max đời 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12/2017, với động cơ trang bị là 2.5, số tự động đẹp, máy dầu hai cầu nhá, trang bị đầy đủ cho em này, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Ở đây những bác nào đang quan tâm về dòng xe Isuzu D-Max đặc biệt bán tải như thế này thì còn chần chờ gì ạ? Xe đẹp như thế này, một chiếc xe khởi nghiệp cho vợ chồng, có thể vừa đi gia đình vừa đi làm việc của mình nhé. Công trình công trường hay là các bác kỹ sư hay là những cái bác mà khung nhôm cực kính không thể bỏ qua đâu ạ. Kết nối qua Zalo cho em đi ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Và đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.